Và bài hát tiếp theo mà Mono muốn dành tới cho tất cả mọi người đó là Waiting for you. Mono trình diễn bản hit trong đêm Gala Master 2022 bị TikTok cực sung nhưng giao diện mới quá lạ lẫm đúng chuẩn hòa, khiến khán giả rụi mắt chục lần mới nhận ra. Mono có lẽ là một trong những ca sĩ có màn debut thành công nhất trong làng nhạc Việt. Chỉ mới 3 tháng nhưng anh đã có lượng fan hùng hậu. Tối 6 tháng 11, Mono có một đêm diễn tại Quy Nhơn. Ngay sau đó, đoạn clip quay lại từ trên cao cho thấy rõ phần trình diễn của anh đã thu hút sự quan tâm của khán giả ở khu vực này ra sao. Lúc mới debut, Mono vấp phải nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng anh chỉ nổi tiếng vì cái mắt em trai Sơn Tùng MTP, giọng hát và tài năng còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, nam ca sĩ sinh năm 2000 ngày càng thu hút nhiều hơn sự quan tâm của khán giả và cũng dần khẳng định được năng lực cũng như chỗ đứng của mình. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện Mono đều mang một hình ảnh mới khiến khán giả nhiều fan giật mình vì khó nhận ra nam ca sĩ. Mới đây trong đêm Gala Master 2022 bị TikTok, Mono đã có màn trình diễn bốc lửa với giọng hát và vũ điện mãn nhãn, nhưng giao diện mới của anh khiến khán giả phải mắt tròn mắt dẹt vì quá lạ lẫm. Mái tóc dài uốn quanh cùng chiếc áo màu sắc khiến mọi người lầm tưởng anh là Michael Jackson. Được biết đây cũng chính là thần tượng của Mono và có thể anh đang muốn theo đuổi phong cách của ông hoàng nhạc Pháp này.